Sau đây là những bản liên quan đến Archer. Hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ đến Trung Đông, Tổng thống Biden hứa bảo vệ Israel. Hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln và các tàu chiến hộ tống vừa mới cập cảng Trung Đông sau lệnh từ Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin nhằm tăng cường hiện diện quân sự trong bối cảnh căng thẳng gia tăng. Theo thông báo từ Bộ Chỉ huy Trung ương Hoa Kỳ vào ngày 22 tháng 8, mẫu hạm USS Abraham Lincoln mang theo Chiến đấu cơ F-35C và F-E-18 đã gia nhập khu vực này, được hộ tống bởi hai đội tàu khu trục 21 và phi đội hàng công mẫu hạm số 9. Hiện Hoa Kỳ có ít nhất hai nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm tại khu vực, bao gồm tàu USS Abraham Lincoln và USS Theodore Roosevelt. Quyết định điều động tàu Lincoln từ Thái Bình Dương đã được đưa ra để thay thế tàu Roosevelt do căng thẳng leo thang sau các vụ ám sát thủ lãnh Hamas và Hezbollah trong khi đó tổng thống joe biden đã điện đàm với thủ tướng israel benjamin netanyahu vào ngày 21 tháng 8 nhấn mạnh nỗ lực bảo vệ israel trước mối đe dọa từ iran và các nhóm ủy nhiệm như hamas hezbollah và houthi ông biden kêu gọi đạt được thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin đồng thời thảo luận về đàm phán sắp tới tại cairo nhằm giảm căng thẳng cùng ngày thì tàu chở tà dầu su nhân của hy lạp đã bị tấn công tại biển đỏ khiến cho tàu hỏng động cơ và trôi giạt lực lượng Houthi ở Yemen từng tính công tuyến hàng hải quốc tế, chưa nhận trách nhiệm vụ tấn công nói trên. Tùy đội thủ đoàn gồm 25 người không bị thương, theo thông tin từ hãng Reuters cho hay. Một cựu tư lệnh của Thái Lan bị điều tra vì đã tác vào phóng viên. Quốc hội Thái Lan đang mở cuộc điều tra về ông Prakwit Wongsuwan, là cựu tư lệnh bộ binh và chính trị gia cao cấp sau khi ông bị tố cáo đã tác vào đầu một nữ phóng viên sự việc xảy ra khi mà Đoàn Phíp Yamphov là phóng viên của đài Thai PBS đặt câu hỏi về việc bà Petongthan Sirinawat được làm bầu thủ tướng của Thái Lan. Thay vì trả lời, ông Pravit năm nay 79 tuổi đã tác nhiều lần vào đầu phóng viên này và hỏi cô đang hỏi cái gì đấy. Sau sự việc nói trên, đài Thai PBS đã nộp đơn khiếu nại lên Quốc hội, dẫn tới việc mở cuộc điều tra về hành vi của ông Pravit. Nếu bị kết tội vi phạm đạo đức nghiêm trọng thì ông có thể bị đình chỉ hoặc bị mất tư cách dân biểu. Hiệp hội Ký giả Thái Lan cũng lên án hành động của ông Pawit cho rằng điều này đe dọa tới ngành báo chí. Ông Pawit đã lên tiếng xin lỗi và cho rằng hành động của ông chỉ là một trò đùa với phóng viên mà ông từng quen biết. Phóng viên của đảng Palang Pacharat, là Pia Tavichi cũng khẳng định rằng ông Prawit thường treo đùa những người thân thiết theo cách này do ông xuất thân là một người lính. Ông Prawit Gonsuwan từng giữ chức vụ tư lệnh bộ binh của Thái Lan vào những năm 2000 và ông đóng vai trò quan trọng trong cuộc đảo chánh năm 2014 lật đổ cựu thủ tướng Yingluck Sinawath. Ông là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong chính trường của Thái Lan trong 20 năm qua, mặc dù ông ta từng dính líu vào một vụ bê bối tham nhũng liên quan tới bộ sưu tập đồng hồ xa xỉ vào năm 2018, nhưng vụ án này sau đó đã bị hủy bỏ. Một vụ xả súng nhắm vào xe chở học sinh tại Pakistan khiến cho hai trẻ em thiệt mạng vào ngày 22 tháng 8, một nhóm tay súng đã tấn công một xe tải chở học sinh ở tỉnh Punjab, miền đông Pakistan, khiến cho hai trẻ em thiệt mạng và sáu người khác bị thương, trong đó có tài xế lái xe. Theo cảnh sát và các giới chức địa phương, sự việc này xảy ra ở huyện Attock, dường như nhắm vào người lái chiếc xe chở học sinh nói trên. Cảnh sát trưởng huyện Attock, Gias Gul, cho biết các nghi phạm tấn công đã nã đạn vào chiếc xe và sau đó chạy khỏi hiện trường. nạn nhân thiệt mạng và những người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện gần đó. Một giới chức cảnh sát địa phương cho biết kết quả điều tra sơ bộ chỉ ra sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn cá nhân của người lái xe, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Cảnh sát vẫn đang điều tra để xác định chiều mưu của sự việc và chưa có bên nào nhận được thực hiện vụ tấn công. Tổng thống Pakistan là Asif Ali Zardari và Bộ trưởng Nội vụ Mosul Naki lên án vụ tấn công, đồng thời yêu cầu nghiêm trị thủ phạm và dành những dịch vụ điều trị y tế tốt nhất có thể cho những người bị thương. Các cuộc tấn công của phiến quân đã gia tăng ở Pakistan trong những năm gần đây, chủ yếu vùng Tây Bắc giáp biên giới Afghanistan. Attock là một huyện thuộc tỉnh Punjab, nhưng cũng khá gần vùng Tây Bắc bất ổn này. Trước đó, vào năm 2014, phiến quân đã thực hiện vụ tấn công nhắm vào một trường học do quân đội điều hành ở thành phố Peshawar phía Tây Bắc Pakistan, khiến cho 147 người thiệt mạng, trong đó có 132 trẻ em. Vẫn vâng, tiếp theo phường tin Á Châu. Một khách sạn ở Nam Hàn bị cháy khiến cho 7 người thiệt mạng. Ít nhất 7 người đã bị thiệt mạng và 11 người bị thương trong vụ vụ cháy khách sạn ở thành phố Bucheon của Nam Hàn. Ngọn lửa bùng lên vào khoảng 7 giờ rưỡi tối tại tầng 8 của một khách sạn có 9 tầng ở thành phố Bucheon của tỉnh Gyeonggi, cách thủ đô Hán Thành hơn 20 cây số. Khách sạn này có 64 phòng và ước tính khi mà tòa nhà phát hỏa đang có 27 khách lưu trú tại đây. Vụ hỏa hoạn làm cho 7 người chết, trong đó có một người nước ngoài. Một số người bị thiệt mạng do nhảy từ tầng 8 xuống một nệm hơi ở phía dưới. 11 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng đang được điều trị tại các bệnh viện địa phương. Giới hữu trách tại đây đã đưa 70 chiếc xe chữa cháy, 160 lính cứu hỏa đến nơi. Ngọn lửa không lan ra bên trong tòa nhà nhưng tạo ra nhiều khói. Phần lớn đám cháy đã được dập tắt lúc 10 giờ 14 phút tối. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nam Hàn là Lee Sang-min kêu gọi các giới chức địa phương hãy cố gắng hết sức sử dụng mọi thiết bị và nhân lực sẵn có để dập tắt hoàn toàn ngọn lửa và cứu các nạn nhân. Một cảnh sát cho hay những cố gắng cứu nạn vẫn đang được thực thi, tuy nhiên chỉ có khi hoàn tất việc tìm kiếm họ mới có thể xác định chính xác số người thương vong nhà chức trách Úc đang tiến hành truy quét các trường cao đẳng ma là những cơ sở đào tạo lợi dụng kẻ hở trong hệ thống thị thực để giúp sinh viên quốc tế làm việc thay vì học tập. Hiện có khoảng 3.800 tổ chức đào tạo ghi danh tại Úc. Sinh viên quốc tế thường ghi danh học tại các trường đại học sau đó chuyển sang các khóa học nghề rẻ hơn mà thực tế họ không theo học. Chính phủ đã đóng cửa khoảng 150 cơ sở ma và cảnh báo có 140 cơ sở yêu cầu cung cấp dịch vụ giáo dục chất lượng trước cuối năm hơn 30% các cơ sở ma nằm tại tiểu bang New South Wales, 29% ở Queensland và 19% ở Victoria. Chính phủ sẽ sử dụng quyền hạn tăng cường để đình chỉ các nhà cung cấp giáo dục có rủi ro cao. Bộ trưởng Kỹ năng và Đào tạo Andrew Giles chỉ trích hành vi gian lận đại ngừng nghiêm trọng đến lĩnh vực dạy nghề. Cuộc chi quét diễn ra trong bối cảnh chính phủ Úc đưa ra kế hoạch hạn chế số lượng sinh viên quốc tế để ngăn chặn tình trạng các nhà cung cấp bốc lột sinh viên. Bộ Nội vụ trước đây đã cảnh báo về việc sử dụng lĩnh vực giáo dục như một cửa sau để nhập cư. Vào tháng 10 năm ngoái, Bộ trưởng Giáo dục Jason Clare cũng đã công bố các biện pháp nhằm ngăn chặn các nhà điều hành gian dối, bao gồm cấm trả tiền lời cho các đại lý và tăng cường giám sát các trường cao đẳng. Tin đến từ Tokyo, Nhật Bản ngừng việc thu hồi các mảnh vỡ bị nhiễm phóng xạ tại nhà máy Fukushima số 1 vào ngày hôm nay 22 tháng 8, công ty điện lực Tokyo đã đưa ra thông báo phải tạm ngừng kế hoạch thu hồi các mảnh vỡ chứa các thanh nhiên liệu nóng chảy từ lò phản ứng số 2 của nhà máy điện nguyên tử Fukushima. Công ty này dự kiến thực hiện vào ngày hôm nay 22 tháng 8, thế nhưng một lỗi trong khi lắp đặt đường ống đã buộc họ phải ngưng lại. Tại buổi họp báo, một giới chức của công ty điện lực Tokyo cho hay, các đường ống kết nối để đẩy các thiết bị thu hồi mảnh vỡ vào bể chứa của lò phản ứng bị đặt nhầm. Công ty này chưa công bố thời gian rõ ràng để nối lại các hoạt động nói trên. Trước đó vào ngày 16 tháng 8, Cơ quan Quản lý Nguyên tử Nhật Bản đã phê chuẩn kế hoạch và các thiết bị thu hồi mảnh vỡ chứa phóng xạ. Theo kế hoạch thì, công ty điện lực Tokyo sẽ thu hồi tối đa một số lượng nhỏ chỉ vào khoảng 3 gram các mảnh vỡ trong khoảng 2 tuần lễ các phương pháp thu hồi các mảnh vỡ còn lại trong lò phản ứng số 2 và số 3 vẫn chưa được quyết định. Với ước tính khoảng 880 tấn mảnh vỡ chứa nhiên liệu nóng chảy cần phải được thu gom. Việc thu hồi và loại bỏ các mảnh vỡ bị nhiễm phóng xạ là một trong những công đoạn phức tạp nhất trong tiến trình đóng cửa nhà máy Fukushima số 1 nơi đã bị hư hại nghiêm trọng sau thảm họa động đất và sóng thần hồi năm 2011 công ty điện lực Tokyo đã ba lần ngưng kế hoạch thu hồi do đại dịch COVID-19 và các vấn đề về kỹ thuật khác. Chính quyền Hồng Kông trả lại Việt Nam 22 công dân Việt nhập cảnh trái phép. Sở Di trú Hồng Kông thông báo vừa trả 22 công dân Việt Nam về nước sau khi nhập cảnh trái phép. Thông cáo báo chí từ chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông cho biết, số người bị trục xuất gồm có 9 nam và 13 nữ. Tất cả đều nộp đơn xin áp dụng điều khoản không trao trả lại non-fulfillment theo luật quốc tế về tị nạn nhưng yêu cầu của họ đã bị từ chối do thiếu căn cứ. Trong số những người bị trục xuất có những cá nhân từng phạm tội hình sự và đã mãn án tù. Sở di trú Hồng Kông cam kết thực hiện việc trục xuất nhanh chóng đối với những trường hợp không đủ căn cứ để bảo đảm việc kiểm soát nhập cư hiệu quả và bảo vệ lợi ích công cộng. Chính sách trục xuất của Hồng Kông có hiệu lực từ ngày 7 tháng 12 năm 2022 cho phép cơ quan này trục xuất những người nộp đơn không đủ điều kiện sau khi hồ sơ bị bác bỏ bởi tòa sơ thẩm thuộc tòa thượng thẩm nhằm nâng cao hiệu quả trục xuất. Trong những năm qua, Hồng Kông đã nhiều lần trục xuất công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép, bao gồm 40 người vào tháng 11 năm 2021 và 68 người vào tháng riêng năm 2018 và 83 người vào tháng 12 năm 2018. Vào tháng 4 năm 2019, Hồng Kông đã phạt tù 13 người Việt làm việc bất hợp pháp tại nơi đây. Báo chí Việt Nam đã cảnh báo về những kẻ lừa đảo hứa hẹn việc làm với mức lương cao tại Hồng Kông.